từ Hà Nội. Mình rất vui và vinh dự khi mà có cơ hội được tham gia và giao lưu cùng mọi người một tiết mục trong buổi Big Offline Guitar Fingerstyle ở Sài Gòn ngày hôm nay. Bài nhạc bản nhạc của mình muốn giao lưu với mọi người hôm nay tên là 23, là một bài hát mà mình là bản nhạc mà mình muốn tặng bản thân mình cho sinh nhật ngày 23 vừa rồi. Mình sinh ngày 12 tháng 7. Và Dũng rất là trùng hợp là ngày hôm nay cũng là ngày 23 luôn, và tiết mục của mình cũng là bài thứ 23. Mong mọi người lắng nghe. Và đây là một bài bản nhạc của mình muốn truyền tải những cái cảm xúc và suy nghĩ của mình về cái chặng đường tiếp tới của mình trong bản nhạc này. Cảm ơn mọi người.